Vâng, chúng ta sẽ đến với trận thứ ba ngay sau đây. Vẫn là bàn máy của game thủ Trịnh Trần Nhàng. Vâng, đây là bãi qua đầu dành cho em. Trận trước một trận đấu của đội bạn em sớm, em giạt đánh bay nhà Trịnh Trần Nhàng, sau đó đánh yếu nhà Trịnh Đám và để cho game thủ truy bệnh ngồi nhà gây dây. Bãi qua đầu của game thủ Trịnh Trần Nhàng, một bãi quả có 7 cây dành cho em. Và hy vọng các bạn đang theo dõi trên fanpage của game thủ Trịnh Trần Nhàng. Có thể comment like cũng như là chia sẻ video livestream này nhiều nữa để cổ vũ cho cặp đôi Trịnh Trần Nhàng và U98 trong buổi tối ngày hôm nay. Và ngày hôm nay thì sau khi kết thúc nội dung 2v2 kết thúc trận bán kết nội dung 2v2 Syria này thì chúng ta sẽ đến với nội dung đó chính là 2-2 cùng đờ sen thuần tiễn. Và cặp đôi Trịnh Trần Nhàng U98 sẽ tiếp tục đến với vòng thi đấu bán kết. Và những lý do đầu tiên dành cho cầu thủ Chim Sẻ với bài đấu mà đã có hai cánh dự thông ở gần đây rồi. Như vậy là cặp đôi bên phía team Hè truy bệnh lý do 2% bãi quả đầu cả hai cầu thủ. Bài trẻ trận này đang rất nhiều rừng và khép góc 12 giờ. Đây là một thế mà rất dễ để cho Chim Sẻ đang có thể cơ cấu bo bế mặt 12 giờ và khung nhà đánh chủ lực phát triển với đối phương. Vâng, tôi chỉ lo ngại vấn đề là cặp đôi Hè truy bệnh ép đời sớm, đa phần đưa về thế 2-1 thời điểm đầu, ốp chết một nhà của chúng ta. Sau đó thì đội bạn sẽ có một nhà đánh chủ lực và tay đó phát triển. Hè giờ Nga cực kỳ giạt. Hè là một cái thủ giờ Nga cực kỳ giạt các bạn. Thì bây giờ dành cho Chim Sẻ với hai con nông dân. Và một bài hiệu đầu ở sát mép bản đồ và đang hơi khó để Chim Sẻ Nắng có thể đưa về nhà chính cho mình. Một bài đấu mà nhà nhiều rừng nhưng vấn đề của Chim Sẻ Nắng bây giờ đó chính là đồ ăn thôi. Và còn thiếu đồ ăn thì có cái thủ Chim Sẻ. Không biết là bài Chim Đám có ổn hay không. Trước một trận đấu với Chim Đám kích ở 11 thôi. Một trận đấu mà Chim Đám kích khá là muộn. Bây giờ thì Sẻ đang cố gắng để đưa hai bảy hiệu này về với nhà chính cho mình. Xin lỗi, hai con hiệu này về với nhà chính cho mình. Một bài đấu đã có 27 hiệu, hiệu đầu 4 con, hiệu phụ sẵn với bản đồ. Vâng, dừng qua nhà thì ổn. Nhưng vấn đề của Chim Sẻ Nắng bây giờ chúng ta cần là đồ ăn. Ở chung kết nội dung solo sen thì chắc là phải ngày mai mới đánh các bạn ạ. Hôm nay chắc chỉ hoàn thành nốt tất cả các trận thi đấu ở vòng bán kết. Sau đó thì có lẽ là ngày mai chúng ta sẽ đánh tất cả các trận chung kết. Bây giờ nếu như đánh hết cả bán kết cả chung kết thì muộn quá. Và bắt đầu sản thi thiêu đến từ game thủ Chim Sẻ Nắng rồi. Rất may mắn là khu vực này có tới 3 sư tử nhưng em không chết dần. Vâng, có quả phụ của Chim Sẻ. Như vậy là bài đấu đang có tới 4-7 hiêu và hai bãi quả để Chim Sẻ Nắng có thể khai thác. Vâng, như vậy là cũng hai bãi quả phụ luôn. Ổn. Bãi quả giữa nhà này thì chắc là Chim Đám không ăn rồi. Vâng, có giải quyết hai sư tử này không, nhìn ghê thế. Sợ lũ sư tử này lao vào khập nông dân Chim Sẻ thôi. Vâng, thêm một chiếc BG nữa để ăn quả phụ thì Chim Sẻ. Bài đấu được cầm ACDA của mình. Trận này thì nhà đang khá là kín với bài hai quả phụ. Vâng, 24/28 dành cho cầu thủ Chim Sẻ Nắng và bắt đầu cơ cấu nông dân ra để có thể khai thác thêm bãi quả phụ thứ hai của mình ở trong trận thiếu này. Vâng, trận thiếu thứ ba chúng ta sẽ đánh chạm 4 và tỷ số đang 1-1. Đây sẽ là chiếc BG dành cho Chim Sẻ Nắng. Hai quả phụ, 7 hiệu đầu, 7 hiệu phụ. Chắc chắn sẽ có một chiếc BS nhân đôi để ăn cả hiêu và cả gỗ ở đâu đó thì Chim Sẻ thì mới đủ đồ được. Cái bầy hiêu đầu đưa về có hai con rồi, chắc là S nhân đôi để ăn bầy hiêu đầu này rồi. Vâng, kích đời. Như vậy là 8-18 với 27 dân của ACDN rồi. Cái thủ Chim Sẻ Nắng ép đời vẫn rất là khét, mặc dù chỉ có hai con hiêu về với nhà chính cho mình rồi. Và bài đẹp như thế này, đang có một số anh em comment bảo đi dâng A đi, nhưng làm sao dâng được bài này. Bài đẹp này dâng A phí, người ta gọi là phí của rời đấy anh em. Vâng, cơ cấu thêm con hiêu tại nhà chính cho mình nữa. BB sẽ bo từ mặt 1 giờ và nhà Chim Sẻ Nắng. Đấy, mình nghĩ bo ở cánh rừng già và cánh rừng thông này là đẹp rồi. Và đang test thử xem có bị Kene hay không. Đây là nhà BB dành cho anh thủ Chim Sẻ. Và nó hoàn toàn đã kín. BB đã kín. Còn nông dân lại đứng chơi là thế nào. Vâng, 26 dân đi Hè, 16% đi dâng. Tuy mệnh 9% với bài 27 dân AC. Liên tiếp là những bài đấu đi dâng đến từ Hè. Và trận này Hè tiếp tục là một bài đi dâng nữa. BM sẽ bo từ mặt nhà 98 sang và BA sẽ đóng cao cho con dốc trước cửa nhà mình dành cho cầu thủ Chim Sẻ Nắng. Đây sẽ là BA này và đây sẽ là BM.
Trận này thì dường như chim sẻ nắng sẽ không cộng dần, và Mệnh là người lên đời sớm nhất map. Và không hiểu là ông chủ chim Mệnh ăn cái gì mà ép đời khỏe đến vậy. Ép đời quá khét rồi ông chủ chim Mệnh, nhưng mà nó sẽ vẫn sẽ cộng thêm một dần ở trong trận chiều này với 327 đến có 1 và kích đời ở trong đầu 10. Và có vẻ mấy trận đấu gần đây game thủ chim Mệnh đang có quả bài vở khá là lộc là lên đời ông nào cũng mắc bêu luôn. Sớm nhất map. Và thêm một chiếc bé nữa để có thể khai thác bầy hiêu dành cho chim sẻ lấy lực. Về ít ít ruộng thôi. Rùa hiêu về gần bé này và có thể khai thác nó thôi. Và cơ cấu thêm một dân để có thể khai thác bầy hiêu. Và bắt đầu xóa ruộng ở nhà chính dành cho game thủ chim sẻ nhàng. Vâng, thông tin báo về là 98 là người đi dâng A rồi. 98 sẽ người đi dâng. He he cũng là người đi dâng, chắc chắn. Chắc chắn là game thủ he đi dâng. Vâng, tăng A dành cho game thủ chim sẻ. Có rất nhiều anh em đã comment là đội bạn hệ đi dâng chúng ta nên đánh theo kiểu tay to đua phát triển lâu dài. Nhưng mà các bạn phải hiểu là khi mà đội bạn đi dâng ấy thì đội bạn sẽ ép cho làm sao chúng ta không thở được thời điểm đầu cơ. Cũng muốn đánh to phát triển với bạn lắm, nhưng mà quan trọng là bạn đánh cho mình không to được. Nhưng mà trận này thì có vẻ như game thủ he he là bài lên đời muộn rồi. Truy Bệnh lên đời cân với cặp đôi chim sẻ và chị Tám sớm hơn một chút xíu thôi. Nhưng he đang là người lên đời muộn nhất map ở trong trận thiếu này. Cơ hội vẫn còn cho cặp đôi chim sẻ và chị Tám. Cố gắng lên rồi. Bây giờ sẽ là bo bế nhà cửa của mình. Vâng, 5 ma sóc đều. Không, một con đang ra muộn. Ok, đủ rồi. Vậy là cuối cùng thì cũng đã 5 A đều thì game thủ chim sẻ thêm ruộng nữa thôi. 98 trận này sẽ là người đi dâng. Và 4 cung đoạn đã có, 5 cung đoạn đã có, game thủ chim sẻ này mới quyết định đi luôn. He là một bài đi dâng A rồi. Chắc chắn là he đi dâng luôn. Đây, nhà BE, game thủ he, à siêu BA. Vâng, ra xích cổ tên này lại luôn cho hề hiểu. Vâng, làm gì? Định làm gì? Vâng, một mẹ. Vâng, bạn nở thân quân mới sách dân ra đây là để muốn đập cung rời của chim sẻ nắng luôn đây mà. Vâng, tham lai là 45/52 dành cho anh thủ chim sẻ. Đang cố gắng điều rời với thủ hè. Một bài hè lên muộn như này, tên 2 của sẻ đã đến. Vâng, bây giờ thì như nào? Vâng, 46/52 dành cho anh thủ chim sẻ ở trong trận đấu này. Đi tôi, 50.000. Vâng, ốp và BA đối phương của bạn đang nở trên tên quân thứ hai. Vâng, chơi luôn. 46/56 thì đối thủ chim sẻ, đội bạn đang có một vài nông dân ở đây. Về khả năng điều rờ giữa chim sẻ nắng và he he thì mình luôn thiên về game thủ chim sẻ nắng nhỉnh hơn. Nhưng quan trọng bây giờ thì sẻ đang sóc quân chưa được thực sự đều. Vâng, tân quân vừa rồi đang có 4 con ra trước và một con dường như nó vẫn ra sau. À không, nhưng mà đã không thấy con cuối cùng đâu. Mất hình luôn. Nhưng cái bên nhà BA đi dâng của game thủ he he này sẽ bị chim sẻ nắng ốp luôn. Vâng, cần phải bắt được nhiều cung của he he để giảm áp lực cho game thủ chim tám. Chim tám là người đi dâng. Và sau đó thì những tình huống mà đội bạn tụ quân để ốp vào nhà sẻ thì lượng quân của he sẽ không nhiều. Và với số lượng quân của truy bệnh thì mình nghĩ một mình sẻ có thể cân được. Tham lai đang ở số là 56/60 cho game thủ chim sẻ nhàng. Đang đưa quân sang mặt nhà game thủ chim tám để tìm cung đường của he. Vâng, định chạy vào đây đúng không? Chạy vào góc này thì he xin phép luôn. He mà chạy vào góc này thì chỉ có chết thôi he ạ. Tham lai 57/64 để chim sẻ nhàng. Vâng, không có bàn để máy chim tám vì bên kia chưa chuyển sang máy chim tám. Vâng, đây là cung đường của game thủ he he. Tham lai của sẻ ở đây có số là 6x rồi. Một trận đấu mà tôi vẫn chưa thấy game thủ truy mệnh công vào nhà chim sẻ. Dường như chim tám là người bắn ở đầu cánh của chim sẻ nhàng. Và em đang muốn đốt BA của game thủ he he. Vâng, cho ông này nghỉ chơi luôn. Vâng, tham lai của he bắt đầu top lại rồi nhưng thế trận vẫn đang lấn cân. Chim tám cũng đang ôm dân chạy long nhong giữa bản đồ rồi. Vâng, đốt BA của game thủ he. Tham lai của sẻ là 64/72. Không có dấu hiệu đối phương lao vào nhà chim sẻ nhà. Không thấy truy mệnh đâu. Thế này mình nghĩ là truy mệnh sẽ ở đầu cánh của game thủ chim sẻ thôi. Nhưng mà tôi đang không có hẳn máy chim tám. Và thông tin báo về đang có khoảng 60.000 anh em đang theo dõi trên fanpage của game thủ chim sẻ nhà trong buổi tối ngày hôm nay. Hy vọng các bạn có thể comment, like và chia sẻ video livestream này nhiều nữa để cổ vũ cho cặp đôi đến từ team AB Sparta. Chim sẻ nhà và game thủ chim tám. Vâng, tham lai của sẻ đã đợi lên số là 7x rồi. Và một tên nữa đợi ra thì đúng tầm phút 21 là tham lai 8x dành cho những người đánh cung.
Đây một tham lai chuẩn như Lê Duẩn đấy. BC luôn để bung giá phát triển rồi. Và bắt đầu đẩy một cung R đi thám thính nhà cái thủ truy mạnh xem tình hình như thế nào. Bởi vì trẻ chưa có bản đồ. Để đi từ từ thôi. Tránh đi một cục thì đối phương quây bắt. Vâng, đã là tham 8x đến từ chị Trần Thắng. Và đây là khuôn khổ của chị Tám. Chạy dân em ơi. Chị Tám ơi. Không có màn máy chị Tám. Cung R thủ truy mạnh đang ở đây. Tầm này thì chắc chắn là cung R tầm xa 7-2 hết rồi. Chứ bây giờ đến phút 20-21 mà ông nào vẫn đánh cung R tầm xa 7-1 thì đúng là phế luôn. Chị Tám cũng đang phải ôm dân bỏ chạy và sẽ bắt đầu tăng A. Dường như đây là một thế trận mà chị Trần Thắng muốn vắt châu quần để đánh cho đội bạn hiểu. Cho những tình huống mà đối phương muốn ốp vào nhà của chim sẻ nắng thì sẽ gặp phải một số lượng cung R là siêu to khổng lồ. Và đây rồi, con hàng này ông lừa mãi bây giờ mới chui vào đây. Vâng, tân này thì ông He này hết đồ chơi luôn nha He. Vâng, để xem mình chạy đâu. Vâng, móc máy vơ vẩn dành cho cái thủ He nhưng đã chui vào góc chết. Vậy He vào em ơi. Vâng, xích cổ nó lại. Cái thằng He này nãy giờ móc máy hơi bị khó chịu, trận trước đi tỉa ra sẻ rất là cay rồi. Và tờ này thì He đang bị game thủ chim thiện đáng vẩy He bắt toàn bộ những con cung R đi móc máy của mình. Và tờ này thì mình nghĩ rằng game thủ He sẽ toàn. Và bây giờ thì là thế trận mà chim thiện đáng solo với thủ truy bệnh. Chị Tám và He là những nhà cầm tàn quân đi bán thôi. Vâng, tham lại He top hẳn luôn. Vâng, top hẳn luôn như quen tâm rồi anh em ạ. Sẻ vừa tình huống vẩy He bắt chết cung R của game thủ He. Và bây giờ sẽ một tơn mà tổng tấn công vào nhà của game thủ truy bệnh. Vâng, cuộc tổng tấn công vào ngày 14 tháng 10 năm 2019 tại Thẩm Quyến. Vâng, nâng cấp đào vàng và bung nhà chính ra đào vàng luôn. Dành cho chim sẻ một thế bài mắc binh trên góc 12 giờ. Và bây giờ sẽ là khoảng 2,5 kích cung R của chim sẻ nắng đẩy vào nhà truy bệnh. Vâng, 2,5 vạn quân đây anh em. Đừng có bán làm gì. Đúng rồi, góc này mình nghĩ là ổn. Đụng BBMM vào luôn. Một tơn mà hai kích quân nó bắn thì khoảng 5 giây là cái BB nó nổ. Đoạn đã vẩy là chúng ra luôn. Đang muốn bắn dần lên chim sẻ nắng. Vâng, cung R đang đổ ra là siêu đều dành cho chim sẻ. Và chim sẻ các bạn có thể nhìn thấy đang chết một số lượng nông dân bên trong. Cũng là kha khá. Tầm 5-6 dân bệnh nằm rồi. Vâng, kể cả BB2 cũng nổ được chưa. Vâng, chim sẻ đã mang quân ra đỡ. Nhưng làm sao mà đỡ được tờ này. 2,5 vạn quân đứng ở đây rồi. Thì làm sao mà cái thủ chim sẻ có cửa để đỡ. Bây giờ tôi chỉ lo sợ một tơn là đội bạn đổi nhà với chim sẻ nhắm mà thôi. Và bắt đầu đưa cung R bên trong nhưng đang chui đầu vào dọ chim sẻ. Nhưng chim sẻ cũng vậy. Chim sẻ cũng đang chui đầu vào những tên cung R của chim sẻ nhắm. Vâng, đang chưa có thế để dồn quân vào bên trong sâu hơn. Liệu có đốt hẳn cái BM từ dàn vào không? Như vậy là sẽ dàn vào luôn và chim sẻ quýt luôn. Và tỷ số là 2-1 dành cho cặp đôi của chim sẻ nắng U98. Một trận đấu mà 98 đi ra ngà nhưng chúng ta rất đáng tiếc là không nhìn được máy 98. Nhưng các bạn có thể nhìn thấy khi mà sẻ quýt ra thì đang thấy 98 đang có khoảng gần một kích cung R ngoáy trong ruộng chính của game thủ chim sẻ. Và sẻ lao vào nhà chim sẻ khi mệnh đang đào vàng lên 4. Và chúng ta đã có được chiến thắng ở trong trận đấu này. Người đội trưởng mẫu mực vẫn không làm chúng ta thất vọng.